Kính chào và cảm ơn quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự trưa thứ hai ngày 19 tháng 4. Mở đầu như thường lệ là phần điểm những thông tin chính trong chương trình. Sáng nay, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu tiêm vaccine cho cán bộ y tế là lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố ven biển cần có các biện pháp chủ động ứng phó với bão Surige. Cần tiếp tục duy trì nguồn tín dụng chính sách địa bàn miền núi, góp phần nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc. Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã tham dự sự kiện ra mắt ngành truyền thông đa phương tiện của Khoa Quốc tế Đại học Huế. Với chủ đề truyền thông đồng hành cùng giấc mơ Huế, sự kiện đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, các nhà lãnh đạo và đặt dấu mốc mở đầu một ngành học mang đậm hơi thở của thời đại 4.0. Với sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ, nhà báo Lê Thanh Phong, ông Danny Quách, cựu giám đốc marketing cùng rạp PHD và bà Dung Kheo, tác giả sách. Buổi ra mắt trở thành một talk show để cùng bàn luận về những câu chuyện, chia sẻ và ảnh hưởng của truyền thông đến văn hóa Huế nói riêng và tác động đến xã hội nói chung. Là người mở ra giấc mơ Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã nhấn mạnh đến ảnh hưởng của truyền thông với Huế. Lâu nay, người dân Huế vẫn chưa phân biệt rạch ròi giữa tuyên truyền, quảng bá và truyền thông. Thế nên hình ảnh về Huế vẫn còn có phần chưa đậm nét. Chính vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ mong muốn những người trẻ, nhất là người trẻ Huế đam mê truyền thông sẽ mang một làn gió mới, có những ý tưởng hay, sáng tạo, tôn vinh những giá trị của Huế. Phải truyền thông để người dân biết mình đang ở đâu, mình cần làm gì để cùng với chính quyền xây dựng một thành phố Huế hạnh phúc và hiện đại. Bên cạnh đó, các diễn giả tham gia chương trình cũng chia sẻ những câu chuyện xung quanh lĩnh vực marketing và truyền thông, thông tin về những triển vọng về ngành và cơ hội việc làm cho giới trẻ trong ngành truyền thông. Được biết, hiện nay Khoa Quốc tế Đại học Huế đang đào tạo hai chương trình liên kết quốc tế là quản trị du lịch và công nghệ giải trí, an ninh mạng và khoa học dữ liệu. Ngoài ra còn đào tạo chương trình đại học chính quy là quan hệ quốc tế và hai mảng ngành mới trong năm nay là kinh tế tài nguyên thiên nhiên và truyền thông đa phương tiện. Sáng nay, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu tiêm 6.200 mũi vaccine COVID-19 cho cán bộ y tế là lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, 40 người là giám đốc, trưởng cả khoa phòng thuộc danh sách sẽ được tiêm cả mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên. Công tác tổ chức tiêm chủng được trung tâm chuẩn bị chu đáo, gồm xe cứu thương và tổ công tác đã được chuẩn bị sẵn sàng xử lý các tình huống phản ứng không mong muốn. Mỗi khoa phòng bố trí chia nhỏ lượng nhân viên luân phiên tiêm chủng để có chế độ nghỉ ngơi theo dõi sau tiêm phù hợp. Sau khi tiêm chủng, người được tiêm chủng sẽ được theo dõi ít nhất 30 phút tại nơi tiêm chủng và tiếp tục theo dõi tại nhà về các dấu hiệu toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phản ban, triệu chứng tại chỗ tiêm. Hiện nay thì là đến thời điểm này thì là số lượng tiêm cũng khá nhiều rồi. Và chúng tôi theo dõi thì là các cái phản phụ theo tiêm thì hầu như là rất là an toàn. Mà mọi người thì là rất là tự tin trong cái việc để tiếp xúc và sử dụng cái vaccine. Đợt này toàn tỉnh có 16 cơ sở tiêm chủng của các trung tâm y tế tuyến huyện và các bệnh viện đủ điều kiện tham gia tiêm chủng. Đội ngũ nhân lực tham gia công tác tiêm chủng tỉnh đều được tập huấn về việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 và theo dõi xử lý phản ứng sau tiêm vaccine phòng COVID-19. Loại vaccine phòng COVID-19 được sử dụng là AstraZeneca, được chỉ định để tạo miễn dịch chủ động cho người từ 18 tuổi trở lên để phòng bệnh COVID-19. Liệu trình tiêm chủng vaccine COVID-19 của AstraZeneca bao gồm hai liều riêng biệt, mũi thứ hai cách mũi thứ nhất khi đủ 4 tuần trở lên. Mình không lo lắng vì mình đã được hướng dẫn trước khi đọc các quy trình, trước khi ban giám đốc đã đưa ra cho mình, cán bộ y tế mình được tiêm. Thì các quy trình ở đây là rất là đã được mình được khám sàng lọc, là được chỉ dẫn, là được theo dõi, được sau khi mình tiêm sẽ được theo dõi. Việc tiêm chủng phòng COVID-19 trong cái giai đoạn này là cần thiết, đặc biệt là tuyến tỉnh. Thì em thấy là cái hoạt động tiêm chủng cho cán bộ nhân viên đầu tuyến tuyến đầu thì có cái sẽ mang lại cái hiệu quả tốt. Ngoài việc tổ chức tiêm chủng tại chỗ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thừa Thiên Huế còn tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 29 tháng 4, việc tiêm chủng sẽ được thực hiện hoàn thành. Sau khi tiếp nhận vaccine do tỉnh cấp, huyện Phú Vang đã triển khai tiêm cho 320 trên 380 cán bộ nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện và nhân viên y tế tại các xã thị trấn. Đây là những người đầu tiên trên địa bàn huyện Phú Vang được tiêm vaccine phòng COVID-19.
công tác tiêm vaccine có sự giám sát chặt chẽ của Sở Y tế. Việc tiêm vaccine được Trung tâm Y tế huyện thực hiện đảm bảo theo đúng quy định và theo các bước như bố trí khu vực tiêm chủng an toàn, tiếp đón, đo thân nhiệt, huyết áp, khu vực chờ tiêm, khám sàng lọc, khai thác tiền sử dị ứng, sau khi tiêm được theo dõi và xử lý các phản ứng không mong muốn nếu có. Bên cạnh đó, các phương tiện, thuốc, dịch truyền chống sốc, máy hỗ trợ thở được bố trí sẵn sàng để kịp thời ứng phó với tình huống khẩn cấp. Theo kế hoạch thì Trung tâm Y tế hiện có 380 cán bộ viên chức. Thì trong đó đợt này vẫn đã triển khai tiêm 75%. Thì thực hiện chỉ đạo của tỉnh cũng như của Sở Y tế thì về phía ban giám đốc Trung tâm Y tế hiện đã triển khai các khoa phòng, các đơn vị đã triển khai về cơ sở vật chất rồi về nhân lực, đặc biệt là chúng tôi thành lập hai cái tổ tiêm với một cái tổ cấp cứu phòng chống sốc tại vị trí tiêm trung tâm y tế huyện. Thì trên tinh thần đó thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết và phân công nhiệm vụ để triển khai thì từ ngày 19 cho đến ngày 20. Để đảm bảo an toàn công tác tiêm chủng, Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn huyện. Trung tâm đã tổ chức triển khai tập huấn về tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vaccine, đồng thời tổ chức các điểm tiêm chủng cũng như phân công cán bộ phụ trách các điểm tiêm và giám sát chặt chẽ việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo kế hoạch, công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 sẽ được Trung tâm Y tế huyện Phú Vang thực hiện trong 2 ngày 19 và 20 tháng 4. Sáng ngày 19 tháng 4, Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho toàn thể cán bộ công nhân viên ngành y tế trên địa bàn huyện. Để công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 được tiến hành an toàn, đảm bảo theo đúng quy định, Trung tâm Y tế huyện đã chuẩn bị cơ sở tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, thực hiện khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng, tổ chức buổi tiêm chủng an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Người đi tiêm vaccine phải ở lại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút sau khi tiêm để theo dõi tình hình sức khỏe, được hướng dẫn tiếp tục theo dõi ở nhà ít nhất 24 giờ sau khi tiêm. Công tác cấp cứu đề phòng những trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm chủng luôn sẵn sàng nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người được tiêm chủng. Như vậy, trong đợt 1 này, huyện Quảng Điền đã tiếp nhận và tiến hành tiêm 140 liều vaccine phòng chống COVID-19. Dự kiến trong thời gian tới, huyện Quảng Điền sẽ tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2, đợt 3 cho các đối tượng theo đúng quy định. Tình hình COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Thái Lan và Campuchia. Số liệu của Bộ Y tế Campuchia, số ca mắc mới COVID-19 ở nước này đang tăng đến mức báo động với 618 ca ghi nhận sáng ngày 18 tháng 4. Tất cả đều do lây nhiễm cộng đồng. Chính vì vậy, nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm từ biên giới rất lớn. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long yêu cầu phải siết chặt toàn tuyến biên giới để ngăn dịch. Bộ trưởng Nguyễn Thành Long yêu cầu tỉnh Kiên Giang và thành phố Hà Tiên thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành tăng cường công tác tầm soát. Những trường hợp nghi ngờ, kể cả ở nội địa, phải chủ động xét nghiệm, phát hiện càng sớm càng tốt. Hiện Bộ Y tế đã yêu cầu Viện Pasteur lập phòng xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Hà Tiên. Trước khả năng siêu bão Sugire, cơn bão mạnh rất nguy hiểm, thay đổi hướng và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Biển Đông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển cần có các biện pháp chủ động ứng phó với bão. Cần theo dõi chặt chẽ các thông tin về bão, thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Đồng thời tổ chức trực ban thường xuyên tổng hợp báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo. Ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé cho các chuyến tàu hè, trong đó giảm đến 50% cho khách mua nguyên đoàn xuất phát từ ga Hà Nội từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8. Cụ thể, tuyến Hà Nội Vinh, tùy theo mạc tàu, ngày xuất phát, số lượng khách trong đoàn và loại chỗ, mức giảm áp dụng từ 5 đến 13%. Tuyến Hà Nội Đồng Hới, Hà Nội Đà Nẵng áp dụng giảm giá vé đối với các mạc tàu SE19, SE20, QB1, QB2 và QB3, QB4 từ 5 đến 15%. Tàu khách thống nhất SE3, SE4 giảm từ 2 đến 14%. Thưa quý vị, tình trạng đông nghẹt khách xếp hàng làm thủ tục khai báo y tế vẫn tiếp tục xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến trưa hôm qua ngày 18 tháng 4, rất đông khách đến ga nội địa, khu vực làm thủ tục và lối vào soi chiếu an ninh khiến cho lượng người ở khu vực này đông đúc và rất khó khăn để di chuyển. Tình trạng này đã diễn ra nhiều ngày qua do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dẫn đến tình trạng quá tải, trong khi khâu thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất không đáp ứng đủ nhu cầu. Không chỉ ở khu vực soi chiếu, tại quầy làm thủ tục của cả hãng hàng không cũng xảy ra tình trạng xếp hàng chờ do nhiều hành khách chưa khai báo y tế.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, quý 1 năm 2021 có 247 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, quý 1 năm 2021 có 247 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới, trong đó có 147 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 812 tỷ đồng, giảm 5% về lượng và giảm 71% về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại có 167 doanh nghiệp, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 216 doanh nghiệp, tăng 22%, giải thể 29 doanh nghiệp, tăng 26%. Trong quý 1 năm 2021, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 7 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 902 tỷ đồng, điều chỉnh tiến độ thực hiện cho 4 dự án và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 4 dự án với số vốn điều chỉnh 395 tỷ đồng. Công tác bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư được quan tâm. Đến nay, đã xây dựng thông tin gần 200 dự án, trong đó có 16 dự án được công bố thông tin chi tiết sẵn sàng kêu gọi đầu tư. Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, hết quý 1 năm 2021, tín dụng toàn nền kinh tế tăng khoảng 2,3% so với cuối năm 2020, cao hơn nhiều so với mức tăng chưa đến 1% cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu vốn được dự báo sẽ còn tăng trong thời gian tới và tăng trưởng tín dụng theo đó cũng được kỳ vọng sẽ phục hồi từ quý 2 trở đi. Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hệ quý 1 năm 2021, tín dụng toàn nền kinh tế tăng khoảng 2,3% so với cuối năm 2020, cao hơn nhiều so với mức tăng chưa đến 1% cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu vốn được dự báo sẽ còn tăng trong thời gian tới và tăng trưởng tín dụng theo đó cũng được kỳ vọng sẽ hồi phục từ quý 2 trở đi. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế cho biết, hết quý 1 năm 2021, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 53.800 tỷ đồng, tăng 0,97% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng đạt 53.000 tỷ đồng, tăng 2,18% so với đầu năm. Nợ xấu nội bảng tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn ở mức 613 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,16%. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều gói hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Hiện nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất tiền gửi với xu hướng giảm. Tín hiệu này khiến thị trường kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ đưa các ngân hàng giảm tiếp nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, giúp khơi thông nền kinh tế vốn đang rất khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, thông qua các chương trình tín dụng chính sách xã hội đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua đã giúp cho hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện miền núi A Lưới có việc làm, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên hiện nay chương trình đã kết thúc trong khi nhu cầu vay vốn vẫn còn rất lớn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Chị Lê Thị Thôn là một trong số hộ đồng bào dân tộc Paco thuộc diện hộ nghèo ở thôn Đục Lê Triêng, xã Trung Sơn, huyện A Lưới. Năm 2019, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị được bên xã cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn vay phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định 2085 của Chính phủ để phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ nguồn vốn này, ngoài đầu tư trồng 2 hecta rừng keo, chị còn mua thêm 2 con bò giống và chăn nuôi heo. Riêng lĩnh vực chăn nuôi, mỗi năm gia đình chị xuất chuồng được 2 lứa heo, thu được hơn 30 triệu đồng. Nhờ vậy đến nay, hộ gia đình đã thoát được diện hộ nghèo. Với 2019 chị còn nghèo, sau đó thôn và hội phụ nữ xã Trung Sơn đã bình xét cho chị vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội và tạo điều kiện cho chị, cho nên đến giờ chị đã được về tình hình về kinh tế thì được ổn định. Chính sách tín dụng ưu đãi đã tạo cơ hội lớn cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và giúp cho họ có sinh kế phù hợp, thay đổi được nhận thức, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện nâng cao mức sống của mình. Cũng như trường hợp hộ gia đình chị Thôn, sau gần 3 năm vay vốn ưu đãi, anh Hồ Văn Dư đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi bò thịt và tự nguyện xin thoát nghèo. Từ khi mà hộ gia đình mình được vay vốn của ngân hàng thì đầu tiên thì gia đình mình mua 2 con bò, sau đến khi ấy thì gia đình mình thấy là sử dụng là vốn là có mục đích, thì mua xong thì phát triển lên là thành là 7 con, thì gia đình mình là cũng đã thoát nghèo luôn, vì cảm thấy là mình sử dụng có hiệu quả, thì mình cũng tự giơ tay là mình thoát luôn, khỏi để mà ấy mình làm gương luôn. Tại xã vùng biên giới Trung Sơn, với 98% số hộ trên địa bàn là đồng bào dân tộc thiểu số, đây là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện A Lưới.
hàng năm có gần 250 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho các hộ đồng bào dân tộc, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 44,19% vào năm 2018 xuống còn 27,82% cuối năm 2020. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chương trình vốn vay phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định 2085 của chính phủ đã kết thúc hết hiệu lực. Trong lúc đó, nhu cầu vay vốn của người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số để sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo là rất lớn. Nguyện vọng của người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi mong muốn và kiến nghị nhà nước sớm có những chương trình tín dụng đặc thù thay thế hoặc chuyển tiếp dành cho đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế gia đình và giảm nghèo bền vững. Đến nay là cơ bản tất cả một số những chương trình như là quyết định 755 rồi 2085 và một số cái chính sách khác là đến giai đoạn đã hết rồi, và tôi cùng ban dân xin kiến nghị đề xuất với chính phủ, với tỉnh, với huyện tiếp tục nghiên cứu xem xét một số chương trình chính sách mới phù hợp với vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, đặc biệt là đối với vùng A Lưới. Thông qua các chương trình tín dụng chính sách xã hội dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, từ năm 2015 đến nay đã có 1.200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện miền núi A Lưới được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với tổng số tiền hơn 36,3 tỷ đồng để xây dựng nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi, khôi phục ngành nghề truyền thống, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, ổn định sinh kế bền vững, hạn chế tình trạng du canh du cư. Đặc biệt, góp phần không nhỏ trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 46,96% năm 2015 xuống còn 14,82% cuối năm 2020. Chính sách tín dụng cho vay phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực sự đã tạo nên một bước đột phá trong thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa bỏ tâm lý trông chờ ỷ lại của đồng bào dân tộc thiểu số để họ vươn lên, thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị, thay vì truyền thụ những kiến thức một chiều, ghi nhớ máy móc, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã có những thay đổi phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục, đó là chủ trọng học tập xã hội, cả hoạt động ngoại khóa trải nghiệm, từ đó khơi dậy tình yêu quê hương đất nước và khát vọng cống hiến của học sinh. Hôm nay, thầy và trò trường trung học cơ sở Thủy Dương, thị xã Hương Thủy đến trải nghiệm tại các điểm di tích lịch sử văn hóa là Lăng Vua Khải Định và Thiệu Trì, sau đó là thăm làng nghề truyền thống ở xã Thủy Thanh. Cũng là giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống lịch sử văn hóa. Tuy nhiên, với hình thức trải nghiệm thực tế, các em học sinh có thể nắm bắt những kiến thức một cách tự nhiên, sinh động, tạo sự hứng thú, để từ đó khơi dậy lòng tự hào quê hương đất nước, có khát vọng cống hiến cho học sinh. Thông qua hoạt động này đã cung cấp kiến thức về lịch sử, góp phần nâng cao nhận thức về các giá trị văn hóa lịch sử quê hương cho học sinh, củng cố niềm tự hào về truyền thống của quê hương đất nước cho các học sinh. Từ đó nhằm phát triển toàn diện nhân cách học sinh trong thời đại mới, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh về lịch sử địa phương, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh hiểu biết nhiều hơn nữa về di tích lịch sử, di tích nghệ thuật, văn hóa ở xã địa phương mình, như đình chùa, lễ hội, hoạt động sản xuất của người dân. Cho chúng em đi trải nghiệm thực tế, chúng em đã được tìm hiểu về các di tích lịch sử văn hóa địa phương ở trang du lịch hươngthủy.com của thầy quân trường em. Và sau khi đi trải nghiệm thực tế, nhờ các anh chị hướng dẫn viên du lịch đã giới thiệu cho chúng em về các di tích nên đã là giúp cho chúng em am hiểu hơn về các di tích đó. Em nhờ đó mà chúng em có thể biết được các di tích ở tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là địa bàn thị xã Hương Thủy. Và chúng em cũng từ đó mà yêu thích các môn học hơn như là văn và sử. Hỏi và tìm hiểu được một số làng nghề truyền thống của địa bàn Hương Thủy chúng ta. Những làng nghề đó đã giúp cho chúng em hiểu biết được và học được một số nghề của nữ công gia chánh. Hoạt động trải nghiệm lồng ghép chương trình giáo dục lịch sử văn hóa truyền thống của quê hương đất nước thông qua các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép đã tạo được không khí tìm tòi, học hỏi cho học sinh để các em hiểu và ham mê các môn xã hội, lịch sử địa lý. Là cách làm hay đang được trường trung học cơ sở Thủy Dương thực hiện có hiệu quả, có sức lan tỏa. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.